Nguyệt rồi ta biết lấy ai, nhắn gửi đôi lời bồi hồi đứng ngồi không an giả. Rừng thăm có rõ thấu cho lòng ta, nguyệt nga ơi hỏi nguyệt nga, ta quyết tìm nàng tận ô hoa. Đàn thanh dần thơ trên quạt lụa vẫn còn đây, những buổi tương kỳ xa ngồi thấm gàng xin ta mang na nặng chữ tan còn những chuyện chưa đò. Dạ, dám hỏi chị, người tiết hạnh thật là cao quý, mong những lời thô thiển không làm dẫn đục tấm lòng trinh. Nghe lão mẫu nói, anh trong nhà thọ nạn vong thân, bấm nút tay, tính đã 3-4 năm dư rồi thì phải. Dạ, điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai. Chồng tôi đi thi giữa đường ngõ nàng tháng thi thể đành trâu nơi đứng là quê xa nên đã ra bày. Lòng thủy chung dấu người như thế kẻ âm cung, anh nhà trong quả cảm hào chắc cũng đang mơ một chút từ phục. Những trớ kêu hai chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng hở môi. Và chắc hỏi gì anh trong nhà thích gọi là chi? Được thiên ý gặp nạn tay và đã ra tài đánh phong lây, cảm thổ nghĩa xây duyên qua thủa làm tình chẳng mỗi mai. Thiên thu đụng mắt dừng duyên hời công toại danh thành đàn chỉ này. Yeah.
Nguyệt Nga ơi, ta cứu mang ơn nàng bao đời bao kiếp nữa, cho vừa cho xứng với những thiệt thòi to lớn của mình.